Sức mạnh của Fever Boots đã giúp anh thoát khỏi vòng vây và giải cứu tất cả mọi người. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Boots Buckle sẽ rời khỏi tay của Ace. Anh chẳng còn lại vũ khí gì. May mắn không phải là thứ duy nhất mà Ace sở hữu. Anh còn có mưu lược và chiến thuật. Nhìn thấy được trò chơi lần này, người chơi sẽ phải bảo vệ cho một người dân vô tội. Chỉ có duy nhất tên Banjak, hắn ta lại được cử để bảo vệ Sumuri, một người đáng lý ra không thể nào có trong trò chơi lần này. Anh nhận ra ngay vấn đề và hiểu rằng họ đang hợp tác với nhau để loại bỏ anh, vì anh đang muốn tìm hiểu quá nhiều thứ liên quan tới design Renrit. Đúng như anh nghĩ, Banjak chính là kẻ đã đảo đi vị trí những ký tự trong phòng nhằm đưa ra lời giải sai cho Kiss, cũng như để chống lại tình trạng hiện tại khi Nago không đủ giúp anh hoàn thành trò chơi lần này. Anh cần một người đồng minh tin tưởng hơn. Và thật tình cờ, Tycoon cũng là một trong những nạn nhân bị bắt vào trò chơi lần này. Tận dụng việc một Rider đã già và lớn tuổi, ông ta đã trao tất cả quyền tham gia trò chơi cho Tycoon. Được sự đồng ý của Game Master, Tycoon đã trở lại. Phần quà anh nhận được, chiếc mắt Magnum Buckle trong lần trở lại lần này, đã được anh trao cho Kiss để cảm ơn Kiss đưa mình quay trở lại. Tận dụng sức mạnh từ Magnum để tham gia trận chiến cuối cùng, tất cả những Rider cùng Ron ra sức mạnh tối thượng của mình, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Trong lúc tất cả mọi người đều rơi vào bước đường cùng thì họ đã bật được sức mạnh tối thượng của thần may mắn. Ace cũng nằm trong số đó khi kích hoạt được hình dạng Magnum. Hình dạng này cũng giống như Boots, là hai phần của Magnum ở trên và dưới cùng với cắm khăn tròn cổ với ngôi sao đặc trưng bao phủ lên tấm khăn tròn cổ cũ. Anh được hẳn hai khẩu Magnum Suster, kèm với đó là hai khẩu súng trên tay và trên chân của anh. Kiss tận dụng hầu hết tất cả vũ khí của mình để tạo ra lợi thế trong phạm vi tấn công. Hai khẩu súng trên phần cổ tay tấn công kẻ thù ở phạm vi gần, như phần cặp chân sẽ giúp anh dùng những cú nhào lộn và đá xoay để tạo ra những phát bắn giải thoát dòng dây. Một cặp Magnum Suster luôn được anh cầm trên tay để nã hàng loạt phát đạn vào người kẻ thù. Nếu nói Fever Magnum là form mang cho Kiss những khẩu súng được trang bị tới tận răng thì cũng không sai. Hai khẩu Magnum Suster ngoài việc nã đạn riêng lẻ còn có thể kết hợp lại với nhau giúp anh dễ dàng tiêu diệt được tên Yamato Rider. Đòn tất sát làm nên thương hiệu, tận dụng toàn bộ sức mạnh của Fever Magnum Golden Fever Victory. Anh lao lên không trung, dùng những cặp súng được trang bắn hàng loạt phát đạn vào không trung. Những đòn tấn công này tưởng chừng như là màu, bất ngờ rút ra cặp Magnum Suster nã thẳng vào tên Yamato Rider. Tất cả những viên đạn từ khắp không trung đột nhiên tụ hợp lại một điểm, với một loạt đạn có thể thậm chí đến hàng ngàn viên, xuyên phá tên Yamato Rider mà hắn ta chẳng thể nào làm gì được Kiss.